các vua nhất đoạn 6 xảy ra năm 480 sau khi dân Israel ra khỏi Sĩ Giếp -tô, là năm thứ tư của Salomon trị vì trên Israel nhằm tháng Sip nghĩa là tháng thứ hai thì người cắt đền của Đức Giê-hô-va cái đền mà vua Salomon cắt cho Đức Giê-hô-va bề dài có 60 thước bề ngang 20 thước và bề cao 30 thước. Cái hiên cửa ở trước đền bề dài 20 thước bằng bề ngang của đền và rộng 10 thước ở trước đền. Vua cũng làm cho đền những cửa sổ có song, khung cây. Người cắt những tầng lầu dựa vào vách từ phía đền, tức là dựa vào vách chung quanh đền thờ và nơi thánh. Cũng làm những phòng chung quanh đền, từng dưới rộng năm thước từng giữa rộng sáu thước và từng trên rộng bảy thước. Vì vua cắt sụt lui các vách vòng ngồi nhà, đặng tránh sườn xà hoành đâm vào vách đền. Khi cắt đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đang khi cất. Cửa vào các phòng từng thứ nhì, ở bên phía hữu của đền, người ta đi lên từng giữa bởi một cái thang khu ốc, rồi từ từng giữa lên từng thứ ba. Khi cắt đền xong thì Salomon lập nó bằng đòn tai và ván gỗ ba hương. Cũng cắt những từng lầu năm thước dựa vào tứ phía đền, dính với nhà bởi cây đà ba hương. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng, Về nhà này mà ngươi đang xây cắt, nếu ngươi vâng theo các luật lệ ta, noi theo các mạng lệnh ta, giữ và đi trong hết thải các điều răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi làm hoàn thành lời ta đã hứa cùng David cha ngươi. Ta sẽ ngự giữa dân Israel, chẳng hề bỏ Israel là dân ta. Ấy vậy, Salomon xây đền và làm cho hoàn thành. Người lái ván bá hương đóng vách phía trong đền, từ đất cho đến trần và lót nền đất bằng ván cây tùng từ cuối phía trong đền hai mươi thước người đóng ngăn bằng ván bá hương từ nền cho đến trần đặng làm nơi chí thánh còn bốn mươi thước kia làm tiền đường của đền thờ ở phía trong đền có gỗ bá hương chạm hình dưa ác và hoa mới nở toàn là gỗ bá hương không thấy đá còn nơi chí thánh, Salomon đặt ở phía trong đền, tận cuối trong, đang để hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. Phía trong nơi chí thánh có 20 thước bề dài, 20 thước bề ngang và 20 thước bề cao. Người bọc nó bằng vàng rồng và cũng bọc vàng bằng thờ bằng cây bá hương nữa. Salomon bọc vàng rồng tuồn trong của nhà và lấy xiềng vàng dăng trước nơi chí thánh và bọc bằng vàng người cũng bọc vàng toàn cả nhà người cũng lót vàng khắp mặt bằng thờ ở đằng trước nơi chí thánh người làm cho nơi chí thánh hai cherubim bằng gỗ olive bề cao mười thước cánh này và cánh kia của mỗi cherubim có năm thước thế là mười thước từ chót cánh này tới chót cánh kia cherubim thứ nhì cũng có mười thước hai cherubin đều đồng một cỡ và một dáng với nhau. Cherubin này có mười thước bề cao và cherubin kia cũng vậy. Salomon để hai cherubin tại nơi chí thánh ở trong cùng của đền. Cánh xòe ra thế nào cho một cánh của cherubin thứ nhất đụng trong vách này và một cánh của cherubin thứ nhì đụng vách kia. Còn hai cánh khác đều đụng nhau tại giữa nơi chí thánh người cũng bọc, vàng cho hai cherubim. Bốn phía vách đền, phía trong và phía ngồi, Salomon khiến chạm nổi lên hình cherubim, cây trà là và hoa nở. Cũng phủ đất nhà bằng vàng, bề trong và bề ngồi. Tại chỗ vào nơi chiến thánh, người làm một cái cửa hai cánh bằng gỗ olive, thanh và cột choáng một phần năm của mặt tiền người khiến chạm nổi lên trên hai cánh cửa bằng gỗ olive ấy những hình cherubin cây trà là và hoa nở rồi bọc bằng vàng tráng vàng ra trên hình cherubin và hình cây trà là về cửa đền thờ người cũng làm cột bằng gỗ olive choáng hết một phần tư của vách lại làm hai cánh cửa bằng gỗ tòng mỗi cánh có hai miếng trám khép lại được Salomon khiến chạm nổi lên những hình cherubim, cây trà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên các vật chạm trổ. Người xây tường hành lang phía trong bằng ba hàng đá chạm và một hàng cây xà gỗ bá hương. Năm thứ tư, năm tháng ship, cái nền của đền thờ Đức Giê-hô-va đã đặt. Năm thứ mười một, nhằm tháng bu lê nghĩa là tháng 8. Đền thờ hoàn thành trong mọi phần nó theo kiểu đã ra. Solomon cắt đền hết 7 năm.